Thưa quý vị và các bạn, tại Bắc Bộ do nằm ở rìa phía Bắc của giải hội tụ nhiệt đới. Sang tới ngày hôm nay, trời có nắng nhưng cường độ không mạnh, mức nhiệt cao nhất trên toàn Bắc Bộ phổ biến trong ngưỡng từ 32 cho tới 34 độ, trời chỉ oi bức nhẹ về trưa và chiều. Dự báo kiểu thời tiết dễ chịu như thế này ở Bắc Bộ sẽ còn duy trì trong khoảng từ 3 tới 4 ngày nữa. Về khoảng từ chiều tối đêm nay kéo dài đến ngày 15 tháng 7, mưa rông sẽ bắt đầu có xuống gia tăng trở lại tại các tỉnh thành phố miền Bắc, có nơi xuất hiện mưa vừa mưa to, nhiệt độ cũng giảm nhẹ xuống khoảng từ 2 tới 3 độ. Giải hội tụ nối với vùng áp thấp dịch chuyển dần về phía vùng biển của khu vực Bắc Trung Bộ, khiến cho hôm nay mưa rông tiếp tục mở rộng ra hầu khắp miền Trung. Trong đó khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, bao gồm các tỉnh Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh và từ Quảng Bình tới Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, cục bộ có nơi có mưa to. Khu vực Nam Trung Bộ thì mưa bắt đầu sẽ có xu hướng giảm, thời gian mưa chủ yếu tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo mưa rông ở khu vực phía Bắc của miền Trung sẽ còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới, sẽ có mưa nhiều nên nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động trong ngưỡng từ 28 tới 31 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận, nhiệt độ trong khoảng từ 29 cho tới 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là vùng có mưa đều và lượng lớn nhất trên cả nước. Dưới tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, trong chiều tối nay trên cả hai khu vực tiếp tục có mưa ở nhiều nơi, tập trung tại khu vực Nam Tây Nguyên cũng như là các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại Tây Nguyên, ngập úng tại khu vực trũng thấp. Nền nhiệt ở Tây Nguyên vẫn thấp chỉ trong khoảng từ 27 tới 30 độ. Còn tại các tỉnh thành phố Nam Bộ nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng từ 30 tới 33 độ. Trên biển do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ, nối với vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 16 đến 17 độ vĩ Bắc, 108,5 tới 109,5 độ kinh Đông. Nên trong hôm nay ở vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 6 tới cấp 7, giật cấp 9 cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 tới 5 mét. Từ ngày 13 tháng 7, gió trên các vùng biển có xu hướng hoạt động yếu dần. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ nay đến hết năm 2022, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 9 tới 11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng từ 4 tới 6 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của nước ta.